Nhiều đội thợ là không biết làm ống gen này đâu bác thợ. Nhiều đội thợ là trốn đấy, không làm đâu. Ngại. Nhiều đội là ngại đi cái ống này. Trốn đấy. Cứ thích chơi trần mới chơi bọc thường thôi. Hỏi nó làm cái gì, hỏi cơ đấy. Dạ? Chắc chưa làm. Chưa làm đến. Chưa làm. Có chứ. Đây cũng giật ra giật vào ok đấy. Hả? Nó cũng giật ra giật vào các thứ là cũng tươi đốm đấy. Sao mới làm thêm cái bài đây? À, chứ trước là không có. Nó ngắn lắm. Nhị ui. Để sao cột dày này. Vâng. Để nhiều cột quá. Thế. Nhà mày cột xây 20 đi. Xe 20 trong này hai nhà sườn có hết rồi, đi xây 20 đẹp cả nhà. Mà nhà này có được rộng đâu, đất có được rộng đâu, người ta bảo ngu. Và để này là nhiều cột quá, như này cột xe riêng những cái cột ở giữa này là đừng trốn được hoàn toàn luôn, trốn ra vâng nó thừa quá. Sợ bom đây ra này cẩn thận quá thừa. Một ở giữa cái cửa, một cái cửa. Một này, một sảnh này thì chấp nhận được. Nhưng mà đổ chỉ cần mắc thấp thôi. Ví dụ 4 cây 14 thôi. Hả? Nhà nó làm bằng với nhà tay giác thôi. Vâng. Bây giờ nó chưa có cái đây. Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Mà nó nhà vườn cũng được. Đúng. Mà cái sân này nó rộng. Sân rộng để ô tô được. Để đúng rồi. Để xe con được. Đúng rồi, đúng rồi. Trên này nó làm đến 30 phòng cũng được. Đây họ không tính. Ừ. Sau ví dụ chỉ mua. Mua ô tô là hỏng đấy. Mua ô tô là không để được luôn. Và xu thế bây giờ. Đấy, để đây chắc chỉ được tầm. Để xe máy ở đây. Vâng. 2-3 cái. Mà tự nhiên nhà nó mua ra tận đây nó xấu. Đá nó ở trên tầng hết rồi, dưới một phòng. Đây lên cao lên tí. Dưới một phòng thì đất nó rộng, ở dưới nó mỗi một phòng cũng phòng ăn, phòng ngủ được. Vâng. Bếp cái không gian nó rộng. Nhà xuống đời luôn. Toàn bộ cái khác hết. Sau ô tô mình để đây cho thoải mái. Cắm ô tô vẫn được ngay. Mà ngõ này đi ô tô thoải mái mà. Xe con nó vẫn ngọt lắm. Chủ thế bây giờ ít nhất phải có xe con, có xe. Tính được cái đấy nó hỏng. Mà con nó được làm đại học dầu khí cho nên là. Và kể cả làm răng ra cũng được, nhưng mà phải tính làm sao có một cái gian riêng để ô tô vẫn để đánh cua được vào. Ô tô đây cua được vào. Là tính mua ô tô. Thế thì chịu. Sau được nhà hơn 100 triệu xe ô tô chứ còn gì nữa. Cái xu hướng bây giờ nó phải thế. Nhà là phải để được ô tô. Thành niên đúng không? Mua được ô tô.